À, xin chào các em, chúng ta lại tiếp tục với bài tiếng hát con tàu. Giờ trước chúng ta đương ở phần phân tích cái kiến thức trọng tâm thứ hai của cái bài thơ này, đó là chúng ta phân tích cái nội dung bài tiếng hát con tàu. Chúng ta vẫn đương ở phần phân tích nhé. Phân tích. Chúng ta đương ở cái phần phân tích cái kiến thức cơ bản thứ hai, đó là nội dung bài tiếng hát con tàu. Cái nội dung bài thơ, nội dung bài tiếng hát con tàu. Trong cái phần nội dung của bài tiếng hát con tàu thì giờ trước ta đã phân tích được cái nội dung thứ nhất nào. Cái tiếng hát con tàu là tiếng hát thể hiện cái khát vọng vượt ra ngoài cuộc sống cá nhân nhỏ hẹp để đến với cuộc sống lớn của nhân dân đất nước. Và các em xem lại cái phần đó nào, của cái tiết trước. Bây giờ chúng ta sang cái nội dung thứ hai. Cái nội dung thứ hai của bài tiếng hát con tàu B nhỏ, đó là tiếng hát con tàu là tiếng hát khát khao sáng tạo. Tiếng hát con tàu là tiếng hát khát khao sáng tạo. Tiếng hát khát khao sáng tạo tìm đến cội nguồn của cảm hứng nghệ thuật. Tìm đến cội nguồn của cảm hứng nghệ thuật. Tìm đến cội nguồn của cảm hứng nghệ thuật. Tìm đến cội nguồn của cảm hứng nghệ thuật. Cái này nó cũng liên quan tới cái hình tượng con tàu và hình tượng Tây Bắc mà giờ trước chúng ta đã phân tích. Nào, cái ý nghĩa biểu tượng của hình tượng con tàu và hình tượng Tây Bắc. Vừa là khát vọng lên đường, nào, đến với cuộc sống lớn của nhân dân đất nước. Mà đến với nhân dân đất nước thì đồng thời cũng là đến với gì nhỉ? Đến với cội nguồn của cảm hứng sáng tạo nghệ thuật. Cho nên ở cái bài tiếng hát con tàu cũng có một cái nội dung thứ hai, đó là khát khao sáng tạo, tìm đến cội nguồn của cảm hứng nghệ thuật. Thế thì trước hết là các em phải nói cái điều này, tại sao nó có cái nội dung này? Đó. Thì Chế Lan Viên là một nhà thơ, đó. Là nhà thơ. Cho nên tác giả luôn trăn trở về vấn đề sáng tạo nghệ thuật. Vấn đề sáng tạo nghệ thuật. Luôn trăn trở về vấn đề sáng tạo nghệ thuật. Ở nhiều bài thơ khác thì Chế Lan Viên cũng đề cập tới những cái khía cạnh này. Ông cũng suy nghĩ về sáng tạo nghệ thuật, suy nghĩ về mối quan hệ giữa cuộc sống và sáng tạo nghệ thuật. Cái vai trò chủ thể của người nghệ sĩ trong sáng tạo nghệ thuật là gì? Luôn luôn trăn trở, luôn luôn suy nghĩ về những vấn đề đó. Và bài tiếng hát con tàu cũng là một bài thơ mà qua đó Chế Lan Viên thể hiện những cái suy nghĩ của mình trong sáng tạo nghệ thuật, mà ở đây là sáng tạo thơ ca. Thế thì cái bài tiếng hát con tàu cho chúng ta hiểu điều gì khi mà nhà thơ muốn nói về cái chân lý trong sáng tạo nghệ thuật? Thì bài này thể hiện một cái quan niệm của Chế Lan Viên về chân lý trong sáng tạo nghệ thuật. Chân lý trong sáng tạo nghệ thuật. Chân lý trong sáng tạo nghệ thuật. Mà nó xoay quanh mối quan hệ. Cái mối quan hệ đó là mối quan hệ giữa chủ thể, cái cảm xúc chủ quan của nhà nghệ sĩ, chủ thể và khách quan, hiện thực khách quan của đời sống. Nó xoay quanh cái mối quan hệ đó. Nào, nói một cách khác, nó là đặt ra mối quan hệ, sự kết hợp giữa hướng nội và hướng ngoại. Hướng nội, chủ thể, đồng thời là hướng ngoại, hướng tới hiện thực khách quan. Nó xoay quanh cái mối quan hệ đó, hướng ngoại. Thì với bài tiếng hát con tàu, trong cái mối quan hệ này, thì có thể thấy Chế Lan Viên đã khẳng định là sao? Nếu chỉ quanh quẩn trong cuộc sống cá nhân nhỏ hẹp đó, thì không có sáng tạo thi ca. Hoặc là cái sáng tạo thi ca ấy nó ít mang giá trị. Nếu chỉ quanh quẩn trong cái cuộc sống cá nhân nhỏ hẹp thì sẽ không có sáng tạo thi ca. Hoặc là cái sáng tạo thi ca ấy nó ít mang những cái giá trị đích thực. Nó không có ý nghĩa to lớn. Theo các em thì trong cái bài tiếng hát con tàu này đó, cái câu thơ nào thể hiện cái quan niệm đó của Chế Lan Viên?
Cái câu thơ nào của Chế Lan Nguyên thể hiện một cái quan niệm là nếu anh chỉ quẩn quanh trong cái cuộc sống cá nhân nhỏ hẹp này thì có khi là cạn cả cái nguồn cảm hứng thi cái. À, theo các em là cái câu nào ạ? À, đó là cái câu là chẳng có thơ đâu giữa lòng đóng khép. Chẳng có thơ đâu giữa lòng đóng khép. À, đây là một cách nói hình ảnh để tác giả diễn đạt một cái ý tưởng. Nếu chỉ quanh quẩn trong cái cuộc sống cá nhân nhỏ hẹp thì nhiều khi cạn nguồn cảm hứng thi ca. Chẳng có thơ đâu giữa lòng đóng khép. Đấy là nếu mà chỉ giới hạn trong cái cá nhân nhỏ hẹp của mình. Vì vậy cho nên là sao? À, muốn có sáng tạo thi ca, muốn có cái nguồn cảm hứng dồi dào thì nhà thơ phải gì nhỉ? Phải vượt ra ngoài cái cuộc sống cá nhân nhỏ hẹp này đến với cái cuộc sống lớn của nhân dân đất nước. Nên trong chân lý sáng tạo nghệ thuật của Chế Lan Viên ấy, chính cái cuộc sống lớn của nhân dân đất nước là mới là cái nguồn cảm hứng thi ca dồi dào nhất. Và nếu ta nói một cách hình ảnh thì cái cuộc sống lớn của nhân dân đất nước nó giống như là cái ngọn suối trong lành là phù sa. Ngọn suối trong lành là phù sa để mà trên đó đúng không, sáng tạo nghệ thuật như là gì nhỉ? Như là cây đâm chồi nảy lọc và đơm hoa kết trái ấy. Ở đây tác giả có sử dụng những cái hình ảnh, thí dụ như là gì nhỉ? Mặt hồng em trong trái chín, mặt hồng em trong suối lớn mùa xuân. Thì chúng ta phải hình dung là chính cái cuộc sống lớn của nhân dân đất nước nó là ngọn suối trong lành, là gì? Là phù sa màu mỡ. Và thơ ấy thì như trái chín giữa mùa xuân, cái mùa xuân của đất nước. Thơ như trái chín giữa mùa xuân đất nước, mặt hồng em trong suối lớn mùa xuân. Cũng trong mối quan hệ giữa khách quan và chủ thể, giữa hướng ngoại và hướng nội, thì Chế Lan Viên nhấn mạnh tầm quan trọng của cả cảm xúc chủ quan và hiện thực khách quan của đời sống. Cả cái cảm xúc chủ quan, cả cảm xúc chủ quan và hiện thực khách quan của đời sống, hiện thực khách quan của đời sống đều giữ một cái vai trò quan trọng trong sáng tạo đi thi ca. Hiện thực khách quan của đời sống đều giữ vai trò quan trọng trong sáng tạo thi ca. Đều giữ vai trò quan trọng trong sáng tạo thi ca. À, cho nên là các em thấy trong cái bài này ấy, cái độc đáo của Chế Lan Viên là thế này nè. Cái độc đáo của Chế Lan Viên là ông cảm nhận Tây Bắc không những là cái khách thể, cái hiện thực khách quan ở ngoài con người. Cảm nhận Tây Bắc, đúng không? Không chỉ là cái khách thể, cái hiện thực khách quan ở ngoài con người, mà còn cảm nhận Tây Bắc có ở chính trong lòng mình cả. Tây Bắc có ở chính trong lòng mình. Câu thơ nào ạ? Câu thơ nào cho ta thấy điều ấy? Tây Bắc không những là cái hiện thực khách quan ở bên ngoài con người, mà Tây Bắc còn là hóa thân trong chủ thể ở chính trong lòng mình. Trong ngay cái câu, bốn câu thơ đề từ ấy, tâm hồn ta là Tây Bắc chứ còn đâu. Tâm hồn ta là Tây Bắc chứ còn đâu. Tây Bắc chính ở trong lòng mình. Và như vậy là có mối quan hệ giữa cảm xúc chủ quan của người nghệ sĩ và hiện thực khách quan của đời sống. Khi anh đến với cuộc sống lớn của đất nước, của nhân dân, anh mở rộng hồn mình với cái cuộc sống lớn của nhân dân đất nước ấy, thì khi mà gì nhỉ? Tổ quốc bốn bề lên tiếng hát, thì lập tức những vang động của cuộc đời cũng sẽ làm rung lên cái sợi tơ lòng của người nghệ sĩ. Những cái vang động ở bên ngoài của cuộc đời, khi tổ quốc bốn bề lên tiếng hát, cũng làm rung động cái sợi tơ lòng của người nghệ sĩ, cái cảm xúc của nhà thơ. Và đến lúc ngược lại, cái chiều ngược lại. Và đến lúc cái chiều ngược lại, cái sợi tơ lòng của người nghệ sĩ ngân rung thì nó cũng mang được cái âm hưởng chung của đất nước, của nhân dân. Nó cũng mang được cái âm hưởng chung là của cuộc sống lớn nhân dân đất nước. Một mối quan hệ giữa chủ thể và khách thể đều rất cần cho sáng tạo thi ca. Các em có thể so sánh mở rộng để thấy rõ hơn cái ý này, cái vấn đề này. Thí dụ như Chế Lan Viên có khi nhấn mạnh tầm quan trọng của hiện thực khách quan. Anh phải đến với hiện thực khách quan, anh phải vượt ra ngoài cuộc sống cá nhân nhỏ hẹp để đến với cuộc sống lớn của nhân dân đất nước. Nhấn mạnh tầm quan trọng của hiện thực khách quan của đời sống, thì Chế Lan Viên có những cái câu thơ
Bài thơ anh làm một nửa mà thôi, còn một nửa cho mùa thu làm lấy. Đó. Cái xào xạc hồn anh chính là xào xạc lá, nó không là anh nhưng nó là đời. Thế thì chúng ta thấy đấy là những cái câu thơ mà nhấn mạnh cái vai trò tổng quan trọng của hiện thực khách quan. Bài thơ anh làm một nửa mà thôi, còn một nửa cho mùa thu làm lấy. Hiện thực đời sống có phần quan trọng để khơi gợi cái cảm xúc của người nghệ sĩ. Hoặc có lần khác tác giả nhấn mạnh cái hiện thực khách quan của đời sống, thì tác giả lại cũng viết những cái câu thơ mang tính triết lý. Cuộc sống đánh vào thơ muôn nghìn lớp sóng, chớ ngồi trong phòng ăn bọt bẻ bạn ơi. Tấm hồn anh là của đời một nửa, và nửa kia cũng lại của đời. Đấy, nhấn mạnh cái vai trò của hiện thực khách quan của đời sống. Nhưng cũng có lúc Chế Lan Viên lại nhấn mạnh cái vai trò quan trọng của cảm xúc chủ quan. Người nghệ sĩ trong sáng tạo nghệ thuật phải có cảm xúc chủ quan thì mới có thể viết nên những cái vần thơ, mới có thể sáng tạo nghệ thuật được. Cái câu thơ của Chế Lan Viên triết lý rất ngắn gọn để khẳng định cái vai trò cảm xúc chủ quan của người nghệ sĩ. Có khi thơ quá mà anh ở xa lòng, có khi thơ quá mà anh ở xa lòng. Hiện thực đời sống có đấy rồi. Đó, nguồn thi liệu dồi dào để sáng tạo, để làm thơ có đấy rồi. Nhưng mà thơ vẫn cứ qua đi, có khi thơ qua mà anh ở xa lòng, nghĩa là sao? Lòng anh chưa có cảm xúc, chưa anh chưa có những cái sự rung động động để mà có thể sáng tạo nghệ thuật thi ca. Thế thì với bài Tiếng Hát Con Tàu, một nội dung nữa Chế Lan Viên đề cập đến đó là một chân lý trong sáng tạo nghệ thuật. Sáng tạo nghệ thuật là sự kết hợp hài hòa giữa cảm xúc chủ quan của người nghệ sĩ và hiện thực khách quan của đời sống, giữa hướng nội và hướng ngoại. Sáng tạo nghệ thuật, thơ ca, văn chương chính là nằm ở điểm giao thoa giữa hiện thực khách quan của đời sống và cảm xúc chủ quan của người nghệ sĩ. Đấy là cái nội dung của bài Tiếng Hát Con Tàu, nội dung thứ hai. Chúng ta sẽ phân tích cái kiến thức trọng tâm thứ ba của bài Tiếng Hát Con Tàu. Đó là những cái thành công nghệ thuật của Chế Lan Viên qua bài thơ này. Những thành công nghệ thuật của Chế Lan Viên qua bài thơ Tiếng Hát Con Tàu. Tất nhiên những cái thành công nghệ thuật của một bài thơ cũng thể hiện những cái nét đặc sắc của thơ Chế Lan Viên. Cái thành công nghệ thuật của cái bài Tiếng Hát Con Tàu này thì đồng thời cũng cho ta thấy những cái nét đặc sắc trong nghệ thuật thơ của Chế Lan Viên. Đây là cái cách học của chúng ta, cái người học thông minh, đúng không? Người học khôn ngoan ấy, là chúng ta nắm những vấn đề chung. Vấn đề chung về phương pháp, vấn đề chung về kiến thức. Vấn đề chung về phương pháp, vấn đề chung về kiến thức. Sau đó từ đó ta vận dụng vào những cái trường hợp cụ thể. Ta vận dụng vào những trường hợp cụ thể. Ta nắm những vấn đề chung của bài Tiếng Hát Con Tàu và chúng ta có thể vận dụng vào từng cái gì nhỉ? Từng đoạn thơ, từng khổ thơ nào để mà chúng ta tìm hiểu phân tích. Thế thì chúng ta nắm chung những vấn đề về nội dung, chúng ta nắm chung những vấn đề về nghệ thuật, và sau đó nếu mà đi vào trường hợp mà chúng ta cần phải cảm nhận và phân tích những cái đoạn thơ cụ thể của cái bài Tiếng Hát Con Tàu thì ta vận dụng những cái kiến thức chung đó vào để chúng ta tìm hiểu. Chứ không phải là lúc nào chúng ta cũng cứ luôn luôn là những cái cụ thể nhất, là những cái chi tiết nhất. Như thế thì không bao giờ chúng ta có một cái năng lực cảm thụ và năng lực tìm hiểu một vấn đề khoa học, nghiên cứu khoa học. Chúng ta phải nắm phương pháp chung, nắm những vấn đề kiến thức chung và từ đó ta vận dụng để soi vào những cái hiện tượng cụ thể. Và nhiều khi chính vì vậy ta mới năng động và ta tự phát hiện ra những cái vấn đề mà chúng ta cần đi sâu tìm hiểu. Thế thì về cái nghệ thuật của bài Tiếng Hát Con Tàu này, thì nó cũng phản ánh cái đặc điểm, cái đặc sắc nghệ thuật của thơ Chế Lan Viên. Trước hết là ở bài thơ này chúng ta thấy có một cái sự kết hợp, có một sự kết hợp hài hòa giữa chính luận và trữ tình, giữa chính luận và trữ tình.
giữa chính luận và chữ tình, giữa trí tuệ, nó thuộc về phía chính luận đấy, giữa trí tuệ, triết lý này, và tình cảm, cảm xúc. Giữa trí tuệ, triết lý và tình cảm, cảm xúc. Chúng ta thấy thì thơ Chế Lan Viên ấy, không chỉ là cái tình cảm, cảm xúc, không chỉ là cái nội dung chữ tình, mà ở đó còn có khía cạnh gì để chính luận, còn có gì, cái vẻ đẹp của trí tuệ, của tính chất triết lý. Thế bây giờ biểu hiện của cái chính luận, của cái trí tuệ và triết lý trong Chế Lan Viên nó biểu hiện như thế nào qua cái bài thơ Tiếng Hát Con Tàu này? Biểu hiện của cái yếu tố chính luận, cái vẻ đẹp trí tuệ, cái chiều sâu của triết lý trong thơ Chế Lan Viên nó biểu hiện ở cái khía cạnh nào? Thế thì chúng ta đọc thơ Chế Lan Viên ấy, chúng ta thấy có một cái hiện tượng như thế này mà được thể hiện ở bài Tiếng Hát Con Tàu. Đó là từ những cái hiện tượng cụ thể, từ những hiện tượng cụ thể thì tác giả thường khái quát lên, thường khái quát lên thành những vấn đề mang tính chất quy luật, mang tính chất triết lý. Từ những cái hiện tượng cụ thể thì tác giả lại nâng vấn đề lên để khái quát thành gì? Thành quy luật, mang cái tính chất triết lý. Thí dụ như là ở cái bài Tiếng Hát Con Tàu nhé, bài Tiếng Hát Con Tàu, cái đoạn thơ nói về nỗi nhớ Tây Bắc ấy. Từ một cái nỗi nhớ cụ thể, nhớ bản xương răng, nhớ đèo mấy phủ, một nỗi nhớ cụ thể. Nhưng mà sau đó ba câu tiếp theo thì tác giả lại nâng lên thành quy luật, và cái quy luật ấy mang tính chất triết lý. Nơi nào qua lòng lại chẳng yêu thương, khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn. Nâng lên thành một cái quy luật chung, thể hiện cái tình cảm, cái sự gắn bó của mỗi con người đối với cái mảnh đất mà mình đã từng sống. Thể hiện một cái quy luật tình cảm. Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn, cái lúc mà mình sống với cái mảnh đất đấy, nhiều khi mình cảm thấy nó bình thường, nhưng mà khi mình đã ra đi, nó đã trở thành một phần đời của cuộc đời mình rồi, cái kỷ niệm ấy trở thành một phần đời của cuộc đời mình rồi, thì lập tức là sao? Mảnh đất đấy đã hóa tâm hồn mình. Và hóa tâm hồn mình theo hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất đó là sao? Mình dù có đi nơi đâu ấy thì lòng mình, tâm hồn mình cũng trở về với cái mảnh đất ấy, hóa tâm hồn. Mình có đi nơi đâu thì lòng mình, cái nỗi nhớ của mình vẫn cứ trở về, cái tâm hồn mình vẫn cứ trở về với mảnh đất ấy. Nhưng cũng có một nghĩa thứ hai, tức là dù mình có đi nơi đâu thì mình vẫn mang theo hình ảnh ấy, cái cuộc sống, cái mảnh đất mà mình đã từng gắn bó, mình mang theo suốt cả cuộc đời như thế. Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn. Thế thì đúng là nhớ bản xương răng, nhớ đèo mây phổ, đó là một nỗi nhớ cụ thể, một nỗi nhớ Tây Bắc. Nhưng mà sau đó khai quát lên thành quy luật tình cảm. Nơi nào qua lòng lại chẳng yêu thương, khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn. Thế thì chúng ta thấy như thế là tác giả hay nâng lên nó thành quy luật như thế. Cũng từ một tình yêu riêng nhé. Cái đoạn này là chúng ta cũng thấy là tình yêu và nỗi nhớ, một cái đoạn mà cũng viết rất hay của Chế Lan Viên. Từ một tình yêu riêng, anh bỗng nhớ em như đông về nhớ rét, tình yêu ta như cánh kiến hoa vàng, như xuân đến chim rừng lông trở biếc. Riêng như thế, nhưng cuối cùng nâng lên thành quy luật mang tính triết lý. Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương. Chính vì một cái cách viết như thế làm cho thơ Chế Lan Viên gì nhỉ? Có yếu tố chính luận, giàu chất trí tuệ và có cái vẻ đẹp sâu sắc của triết lý. Cái biểu hiện của gì nhỉ? Của trữ tình, của tình cảm, cảm xúc trong thơ Chế Lan Viên qua bài thơ Tiếng Hát Con Tàu này là như thế nào? Cái biểu hiện của tình cảm, cảm xúc, cái yếu tố trữ tình ấy,
trữ tình, cái khía cạnh tình cảm cảm xúc trong thơ chế Lan Viên. À, nó được thể hiện như thế nào trong những cái trường hợp nào thì chúng ta cảm nhận rõ cái đặc điểm này của thơ chế Lan Viên. Thế thì nó lại có mối quan hệ với triết lý. À, mối quan hệ với suy tư mang tính chất trí tuệ. Tức là những cái triết lý trong thơ chế Lan Viên ấy nào, nó không nặng về giáo huấn. Nó không nặng về giáo huấn. Bởi vì sao ạ? Nó không khô khan, nó không nặng về giáo huấn. Nào, bởi vì sao? Bởi vì chế Lan Viên ấy thường triết lý bằng chính trải nghiệm của cuộc đời mình. Triết lý bằng chính trải nghiệm của cuộc đời mình. Từ những trải nghiệm của cuộc đời mình mà đúc rút thành quy luật, thành chân lý. Và vì vậy mình nói bằng tất cả cái cảm xúc của mình. Đúc kết bằng chính cái trải nghiệm của cuộc đời mình. Nào, mình đúc kết thành những cái quy luật và nói bằng gì? Bằng cái cảm xúc của chính mình. Cho nên là chúng ta thấy là cái chất trữ tình rất đậm. Chất trữ tình rất đậm. À, thí dụ tác giả viết thế này nhé. À, thí dụ tác giả viết là gì nhỉ? Chẳng có thơ đâu giữa lòng đóng khép. Đây không phải là triết lý có tính chất là dạy đời, dạy người ta cái cách sáng tác. Đây là đúc rút từ những cái trải nghiệm của chính cuộc đời chế Lan Viên. Chính cái con đường sáng tác của chế Lan Viên. À, chúng ta nhớ lại những ngày trước cách mạng tháng 8. Đồng, cũng có lúc chế Lan Viên đã gì nhỉ? Đã đóng khép tâm hồn mình trước cuộc sống lớn của đất nước nhân dân. À, chế Lan Viên đóng khép cái tâm hồn mình trước cái cuộc sống lớn của đất nước nhân dân. Có những lúc nhà thơ nói là gì nhỉ? Cái ý tức là gì nhỉ? À, tổ quốc ở quanh ta mà ta chẳng biết. Nhân dân tổ quốc ở quanh ta mà ta chẳng biết, ta cũng không hay. Đã. Và chế Lan Viên nói sao? Vẫn cứ đóng phòng văn hì hục viết. Đóng phòng văn hì hục viết. Nắng trôi đi oan uổng đã báo ngày. Nắng trôi đi oan uổng đã báo ngày. Khi mình cứ đóng phòng văn hì hục viết, mình đóng khép nào, cái tâm hồn mình, đóng khép cái tâm hồn mình trước cuộc sống lớn của đất nước nhân dân. Và từ những cái trải nghiệm như thế, chắt lọc lên, nâng lên nào, thành một cái quy luật, một triết lý trong sáng tạo văn chương. Chẳng có thơ đâu giữa lòng đóng khép. Đấy, đấy là nó tạo nên này, một cái sự kết hợp hài hòa giữa chính luận và trữ tình, giữa trí tuệ, triết lý và tình cảm, cảm xúc. Đấy là cái đặc điểm thứ nhất về mặt nghệ thuật của thơ chế Lan Viên. À, cái nét đặc sắc nổi bật thứ hai về mặt nghệ thuật của bài thơ Tiếng Hát Con Tàu và cũng là nét đặc sắc trong thơ chế Lan Viên, đó là sự sáng tạo hình ảnh. Sự sáng tạo hình ảnh. B nhỏ. Sáng tạo hình ảnh. Sự sáng tạo hình ảnh. À, chế Lan Viên thường diễn đạt những cái cảm xúc, những cái suy tư của mình bằng những cái hình ảnh hết sức là đa dạng phong phú. Diễn đạt những cái cảm xúc, những cái suy tư của mình bằng những cái hình ảnh hết sức là đa dạng phong phú. Và ở bài Tiếng Hát Con Tàu thì chúng ta thấy cái tính chất đa dạng phong phú của hình ảnh để diễn đạt cảm xúc suy tư và trên những cái khía cạnh nào, có những cái loại hình ảnh nào, có những loại hình nào. Thì trước hết là có những cái hình ảnh nào, có những cái hình ảnh thực được quan sát trực tiếp từ đời sống. Đó. Cái hình ảnh thực nhé. Những hình ảnh thực do quan sát từ gì nhỉ? Trực tiếp từ đời sống. Đó. Do quan sát từ đời sống. Quan sát từ đời sống. À, thí dụ như là những cái hình ảnh trong cái bài Tiếng Hát Con Tàu nào, nhớ bản xương răng, nhớ đèo Mấy Phổ. Những hình ảnh thực quan sát được từ gì? Từ đời sống. Hoặc là cái hình ảnh con nhớ mễ lửa hồng soi tóc bạc. Con nhớ mễ lửa hồng soi tóc bạc. Và thậm chí có những cái hình ảnh thực đấy, thực đến mức là chi tiết cơ.
Cái hiện thực đến mức chi tiết. Nào, chiếc áo nâu suốt một đời vá rách. À, cái đoạn mà nói về nghĩa tình đối với những người mẹ, người anh, người em của cách mạng. À, chiếc áo nâu suốt một đời vá rách. À, cái câu là chiếc áo nâu suốt một đời vá rách, đến cuối cùng anh cởi lại cho con. Thì cái hình ảnh chiếc áo nâu suốt một đời vá rách là một hình ảnh thực nào, nào, quan sát từ dễ, từ đời sống nào, và đồng thời nhiều khi đến cụ thể, đến chi tiết. Nhưng mà nhiều hơn cả trong thơ chế Lan Viên là những hình ảnh ấn dụ, những hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng cả. Nào, những cái hình ảnh ẩn dụ, những hình ảnh ẩn dụ, những hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng, những hình ảnh ẩn dụ, những hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng, mang ý nghĩa biểu tượng. Thì chỉ riêng bài tiếng hát con tàu cũng đã, chúng ta thấy cũng đã phong phú đa dạng lắm rồi. Chúng ta đã từng phân tích cái hình tượng con tàu và hình tượng Tây Bắc, đó là những hình tượng mang ý nghĩa biểu tượng. Nhưng ngoài hai cái hình tượng trung tâm là hình tượng con tàu và hình tượng Tây Bắc ấy, nào, thì còn nhiều những hình ảnh khác mang tính chất ẩn dụ, nó toát lên cái ý nghĩa biểu tượng của hình tượng. Nào, thí dụ như là gì nhỉ? À, vành trắng ngoài cửa ô tàu đói, những vành trắng, hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng. Nào, rồi gì nhỉ? Những cái hình ảnh như là gì nhỉ? À, mặt hồng em trong suối lớn mùa xuân. Mặt hồng em trong suối lớn mùa xuân, đó là ẩn dụ để nói về cuộc sống. Nào, mặt hồng em trong suối lớn mùa xuân. Hoặc là gì nhỉ? À, có những cái hình ảnh như vàng ta đau trong lửa. Vàng ta đau trong lửa cũng là những cái hình ảnh ẩn dụ nào, mang ý nghĩa biểu tượng. Và trong những cái hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng này thì có những cái hình ảnh được cô đúc thành những cái châm ngôn. Cô đúc thành những cái châm ngôn, nào, một cái ý tưởng mà đồng thời cô đúc thành những châm ngôn. Và hình ảnh cũng có tác dụng để thể hiện gì nhỉ? Cái tính chất trí tuệ, tính chất triết lý của Chế Lan Viên. Nào, có tác dụng thể hiện cái tính chất trí tuệ, tính chất triết lý của Chế Lan Viên. Thí dụ cái câu thơ là ơi kháng chiến 10 năm qua như ngọn lửa, nghìn năm sau còn đủ sức soi đường. Hình ảnh mang tính chất trí tuệ, nào, đúc rút thành những cái châm ngôn. Và trong những cái hình ảnh ẩn dụ mang ý nghĩa biểu tượng này này, thì các em thấy một cái đặc sắc trong sáng tạo hình ảnh của Chế Lan Viên, đó là nhiều khi hình ảnh ấy thì rất quen thuộc, gần gũi lắm. Hình ảnh rất quen thuộc, gần gũi, giản dị lắm. Nhưng mà những liên tưởng để tạo nên cái ý nghĩa biểu tượng của nó thì lại hết sức độc đáo. Hình ảnh thì rất quen thuộc, gần gũi, giản dị. Nhưng mà những liên tưởng để tạo nên ý nghĩa biểu tượng của nó thì lại hết sức độc đáo. À, đoạn này, à, cái biểu hiện này chúng ta sẽ phân tích sâu ở 4 câu thơ nói về cái niềm vui, cái ý nghĩa khi được trở về gặp lại nhân dân. Nhưng mà rõ ràng những cái hình ảnh như là nai này, suối này, đó, rồi cánh chim én này, rồi cỏ tháng riêng tháng hai này, cỏ mùa xuân này, là những hình ảnh hết sức là quen thuộc, bình dị lắm. Nhưng khi tác giả liên tưởng để thể hiện một cái ý nghĩa ẩn dụ, đó, cái tính chất biểu tượng của hình ảnh, để nói về sự gắn bó mỗi cuộc đời với nhân dân đất nước thì lại là rất độc đáo, rất độc đáo, sắc sảo, sáng tạo. Hoặc là gì nhỉ? Chúng ta biết là mùa đông với cái rét, mùa đông với cái rét, những cái chuyện đó chúng ta thấy nó rất bình thường, rất quen thuộc trong đời sống. Nhưng khi nói về sự gắn bó mùa đông và gì cái rét, mà để nói về sự gắn bó trong tình yêu, thì một cái liên tưởng, cách sáng tạo hình ảnh như thế là rất đặc sắc, rất độc đáo. Đấy là cái loại hình ảnh thứ hai. À, cái loại hình ảnh thứ ba, cái kiểu hình ảnh thứ ba, đó là nhiều khi hình ảnh được sâu thành gì? Thành từng chùm, từng chuỗi cả. Được sâu thành từng chùm, từng chuỗi. Hình ảnh được sâu thành từng chùm, từng chuỗi. Nó tạo nên một vẻ đẹp hết sức kỳ ảo, lung linh, lung kỳ ảo ấy. Hình ảnh này gọi hình ảnh kia, nào, hình ảnh này dẫn đến hình ảnh kia và cứ tiếp tục như thế,
sinh ra những cái hình ảnh khác để diễn tả cái cảm xúc, cái suy tư của nhà thơ. Cái đoạn mà nói về niềm vui và ý nghĩa khi trở về gặp lại nhân dân ấy, là một loạt hình ảnh. Nó bốn câu thơ nhưng một loạt hình ảnh xuất hiện. Con gặp lại nhân dân như nai về suối cũ, cỏ đón giêng hai chim én gặp mùa, như đứa trẻ thơ đói lòng gặp sữa, chiếc núi ngừng bỗng gặp cánh tay đưa. Một loạt hình ảnh như thế liên tục xuất hiện như thế. Hoặc là cái đoạn nói về tình yêu và nỗi nhớ ấy, nó anh bỗng nhớ em như đông về nhớ rét, tình yêu ta như cánh kiến hoa vàng, như xuân đến chim rừng lống chờ biết. Cứ liên tục có những cái hình ảnh xuất hiện như thế, đúng là tạo thành từng chùm, từng chuỗi. Và có những nghiên cứu đưa ra một cái nhận xét này, chúng ta thấy cũng đúng đấy. Mà cái nhận xét này, cái cách nói này cũng tinh tế mà hay về thơ Chí Lan Viên. Đó là thơ Chí Lan Viên ấy, nhiều khi sâu thành từng chùm, từng chuỗi, nó đẹp như những tràng pháo hoa bắn lên bầu trời thơ. Như những cái tràng pháo hoa bắn lên bầu trời thơ. Và chúng ta biết cái tính chất của pháo hoa, đúng không? Một chùm này sẽ bùng nở gì liên tục những chùm khác. Và thơ Chí Lan Viên, một vẻ đẹp hình ảnh lộng lẫy, kỳ ảo như những tràng pháo hoa bắn lên bầu trời thơ. Và chính những cái thành công nghệ thuật này cũng được góp phần đó, làm nên cái giá trị, cái thành công chung của bài thơ Tiếng Hát Con Tàu. Đấy là hai cái đặc sắc, hai cái thành tựu nổi bật của thơ Chí Lan Viên ở bài Tiếng Hát Con Tàu. Chúng ta sau khi nói về những cái vấn đề chung của bài Tiếng Hát Con Tàu đó, thì chúng ta sẽ đi sâu phân tích một số các cái đoạn thơ tiêu biểu. Có những đoạn thì sẽ gợi ý, nhưng mà có những cái đoạn thì chúng ta sẽ đi sâu phân tích. Chúng ta cái kiến thức cơ bản thứ tư đó, chúng ta phân tích những cái một số cái đoạn thơ tiêu biểu nào. Một số đoạn thơ tiêu biểu. Phân tích một số đoạn thơ tiêu biểu. Trước hết là tôi gợi ý phân tích bốn cái câu thơ đề từ. Gợi ý phân tích bốn câu thơ đề từ. Gợi ý bởi vì sao? Bởi vì trong cái bốn câu thơ đề từ này nó cũng có những cái ý chung mà chúng ta đã nói khi mà chúng ta phân tích bài Tiếng Hát Con Tàu. Thế thì về bốn câu thơ đề từ. Bốn câu thơ đề từ. Các em đọc trong sách giáo khoa thì thấy bốn câu thơ này được viết riêng ra và viết lệch về một phía. Nào, đây là một bốn câu thơ có tính chất là gì nhỉ? Là khái quát chung những cái vấn đề, những cái nội dung chung của gì? Của toàn bộ thi phẩm. Tây Bắc ư có riêng gì Tây Bắc? Khi lòng ta đã hóa những con tàu, khi tổ quốc bốn bề lên tiếng hát, tâm hồn ta là Tây Bắc chứ còn đâu. Đấy, bốn câu thơ mang ý nghĩa đề từ. Thế thì trước hết ấy, là chúng ta cũng nên khái quát đó, khái quát cái bài thơ Tiếng Hát Con Tàu. Khái quát bài thơ Tiếng Hát Con Tàu đó. Trong khái quát bài thơ Tiếng Hát Con Tàu thì ta nhấn mạnh cái vị trí của nó đó. Nếu cần thì ta nói ngắn gọn cái hoàn cảnh sáng tác. Các em xem lại cái phần mà chúng ta nói về cái kiến thức trọng tâm của bài Tiếng Hát Con Tàu đó. Ta nói cả cái hoàn cảnh sáng tác. Và từ đó thì ta nói vị trí của bốn cái câu thơ đề từ này. Khái quát bài thơ. Nhưng mà sau đó thì trong khái quát bài thơ thì tiếp đến là chúng ta cũng khái quát cái khổ thơ này. Khái quát khổ thơ. Chúng ta khái quát khổ thơ, khái quát bốn cái câu thơ đề từ này. Thế thì khái quát bốn cái câu thơ đề từ này thì trước hết là chúng ta thấy là nó sẽ thể hiện những cái nội dung của bài Tiếng Hát Con Tàu. Cho nên là bốn câu thơ đề từ là sự thể hiện cô đọng. Là nội dung bài Tiếng Hát Con Tàu. Và cái nội dung cô đọng đó là gì? Đó là cái khát vọng là đến với cuộc sống lớn của nhân dân đất nước. Khát vọng đến với cuộc sống lớn của nhân dân đất nước. Đồng thời, đó cũng là khát vọng sáng tạo nghệ thuật, tìm đến cội nguồn của cảm hứng thi ca.
cũng là cái khát vọng sáng tạo nghệ thuật, tìm đến cội nguồn của cảm hứng thi ca. Đây hai cái nội dung này ở bài Tiếng Hát Con Tàu chúng ta cũng đã đề cập đến rồi. Đó. Thì khổ thơ đề từ này cô đọng được hai cái nội dung đó. Khát vọng đến với cái cuộc sống lớn của nhân dân đất nước, thì đồng thời cũng là gì nhỉ, là đến với cội nguồn của cảm hứng thi ca. Sau đó thì chúng ta cũng trong cái khái quát khổ thơ này thì chúng ta khái quát tiếp, tức là hình tượng con tàu và hình tượng Tây Bắc, đồng hai hình tượng trung tâm của bài thơ, thì đồng thời cũng được gì nhỉ, thể hiện trong cái bốn câu thơ này, nó cũng trở thành hai cái hình tượng trung tâm trong bốn câu thơ đề từ này. Đấy là chúng ta khái quát về bài thơ và khái quát gì nhỉ, khổ thơ. Sau đó thì chúng ta sẽ phân tích theo hai ý. Cái ý thứ nhất, đó là ta nói về ý nghĩa của hình tượng con tàu và hình tượng Tây Bắc. Ý nghĩa của hình tượng con tàu và hình tượng Tây Bắc. Ý nghĩa của hình tượng con tàu và hình tượng Tây Bắc. Cái này thì chúng ta đã giảng thành một kiến thức trọng tâm riêng rồi, đó. Nhưng mà ở đây chúng ta vận dụng vào để chúng ta giảng ở cái khổ thơ này. Cái ý nghĩa biểu tượng của hình tượng con tàu và hình tượng Tây Bắc. Thì các em xem lại cái phần mà chúng ta phân tích cái kiến thức trọng tâm thứ nhất về hình tượng con tàu và hình tượng Tây Bắc với ý nghĩa biểu tượng của nó. Đó. Thế thì khi mà phân tích ý nghĩa hình tượng con tàu và hình tượng Tây Bắc thì các em vận dụng cái kiến thức trọng tâm ấy. Nhưng mà nó phù hợp với cái khổ thơ này. Thì các em lưu ý một vài điều. Đó. Cái thứ nhất ấy, là về hình tượng con tàu. Đó. Về hình tượng con tàu. Hình tượng con tàu. Thì ở hình tượng con tàu, tác giả đã sử dụng cái biện pháp tu từ chuyển nghĩa. Biện pháp tu từ chuyển nghĩa. Lòng ta đã hóa những con tàu. Lòng ta đã hóa những con tàu. Và cái biện pháp tu từ chuyển nghĩa này đã làm rõ cái tính chất biểu tượng của con tàu. Làm rõ cái tính chất biểu tượng của con tàu. Lòng ta đã hóa con tàu. Lòng ta đã hóa những con tàu. Thì nó làm rõ cái tính chất biểu tượng của hình tượng con tàu. Cái con tàu lòng ta này là thể hiện cái khát vọng, như là vừa nãy chúng ta đã nói, thể hiện cái khát vọng đến với cuộc sống lớn của nhân dân đất nước. Cái con tàu lòng ta ấy, thể hiện cái khát vọng đến với cuộc sống lớn của nhân dân đất nước. Cái hình tượng Tây Bắc, ta vận dụng cái kiến thức chung, kiến thức cơ bản số 1 mà chúng ta đã phân tích vào cái khổ thơ này, thì chúng ta thấy ở đây cũng giống như là cái kiến thức chung mà chúng ta đã nói. Đó là cái hình tượng Tây Bắc ấy, không chỉ là một mảnh đất cụ thể, đúng không? Không chỉ là một mảnh đất cụ thể, không phải chỉ là một địa danh trên bản đồ Tổ quốc, mà nó còn mang gì? Còn mang ý nghĩa biểu tượng. Còn mang ý nghĩa biểu tượng. Thế thì để thể hiện cái tính chất ý nghĩa biểu tượng ấy, thì tác giả sử dụng cái câu hỏi tu từ. Sử dụng câu hỏi tu từ, đúng không ạ? Tây Bắc ư có riêng gì Tây Bắc? Hình thức câu hỏi tu từ, Tây Bắc ư có riêng gì Tây Bắc? Và với một cái câu hỏi tu từ như thế này ấy, thì chúng ta thấy cái câu thơ nó vừa mang ý nghĩa giải thích, có riêng gì Tây Bắc, mang ý nghĩa giải thích, nhưng đồng thời mang tính chất khẳng định. Mang tính chất khẳng định. Tây Bắc không chỉ là một mảnh đất cụ thể, một vùng đất riêng, mà Tây Bắc còn là biểu tượng cho những miền xa xôi của Tổ quốc. Tây Bắc còn là biểu tượng cho những miền xa xôi của Tổ quốc. Hay nói theo cách nói của Tố Hữu là sao? Cái kiểu như là một địa danh này nhưng mà biểu tượng gì cho nhiều miền xa xôi của Tổ quốc khác. Tây Bắc mà cũng là Hồng Quảng, Lào Cai, Thái Nguyên, Việt Trì. Tên đất nước réo vui bao tiếng gọi. Mượn cái câu thơ của Tố Hữu để làm sáng tỏ cái ý nghĩa biểu tượng của Tây Bắc. Tây Bắc biểu tượng cho những miền xa xôi của Tổ quốc. Tây Bắc mà cũng là Hồng Quảng, Lào Cai, Thái Nguyên, Việt Trì. Tên đất nước réo vui bao tiếng gọi. Đó. Tây Bắc mang ý nghĩa biểu tượng này. Đó. Nhưng mà đồng thời thì Tây Bắc còn mang một ý nghĩa biểu tượng thứ hai mà chúng ta đã phân tích. Đó là nó biểu tượng cho cái mảnh đất tâm hồn, mảnh đất thơ. Mảnh đất tâm hồn, mảnh đất thơ. Tâm hồn ta là Tây Bắc chứ còn đâu. Cái cách viết như thế. Tâm hồn ta là Tây Bắc chứ còn đâu.
mảnh đất tâm hồn và mảnh đất thơ cơ. Bởi vì sao? Khi mà anh đến với Tây Bắc, tác giả nói là tâm hồn ta là Tây Bắc chứ còn đâu, là anh trở về tìm lại chính mình. Tìm lại chính mình. À, trong những cái kỷ niệm đẹp đẽ nhất của những tháng năm kháng chiến gian khổ. Và khi anh tìm lại chính mình, anh khơi dậy cảm xúc ấy, thì đó là gì nhỉ? Đó, Tây Bắc còn là mảnh đất gì? Mảnh đất tâm hồn, nhưng mà đồng thời cũng là mảnh đất thơ của sáng tạo thi ca. Đấy, thế thì chúng ta phân tích cái ý nội dung thứ nhất trong bốn câu thơ này, đó là ý nghĩa của cái hình tượng con tàu và hình tượng Tây Bắc. Và cái điểm thứ hai, bốn câu thơ này, đó là bốn câu thơ thể hiện tập trung cái nội dung bài tiếng hát con tàu. Thể hiện nội dung bài tiếng hát con tàu. Thể hiện nội dung bài tiếng hát con tàu. À, nó thể hiện những cái nội dung cơ bản nhất của bài thơ. Đó, thể hiện nội dung bài tiếng hát con tàu. À, và chúng ta cũng đi vào hai nội dung. Đi vào hai nội dung. Cái nội dung thứ nhất, đó là khát vọng hòa nhập vào cuộc sống lớn của nhân dân đất nước. Nào, khát vọng hòa nhập vào cuộc sống lớn của nhân dân đất nước. Khát vọng hòa nhập vào cuộc sống lớn của nhân dân đất nước. Khát vọng hòa nhập vào cuộc sống lớn của nhân dân đất nước. Thế thì cái ý này thì chúng ta thấy là chúng ta cũng đã từng phân tích ở bài thơ, nhưng vận dụng vào khổ thơ này. Khi mà anh đến với Tây Bắc thì cũng là gì nhỉ? Cũng là đến với cuộc sống lớn của đất nước nhân dân. Bởi vì trong quá khứ thì đó là gì nhỉ? Những năm kháng chiến gian khổ đầy nghĩa tình nhân dân đất nước. Còn lên với Tây Bắc trong hiện tại nó thì là gì nhỉ? Là đến với gì nhỉ? Cái cuộc sống lớn của nhân dân đất nước đang dựng xây nào, đang xây dựng xây cái mảnh đất, dựng xây cuộc đời mới. Nào, sau khi mà chiến tranh kết thúc và hòa bình lặp lại như thế. Nào, đó là cái khát vọng đến với cái cuộc sống lớn của nhân dân đất nước. Cái điều thứ hai, cái nội dung lớn thứ hai của bài tiếng hát con tàu cũng được thể hiện ở khổ thơ đề từ này, đó là khát vọng sáng tạo nghệ thuật, nêu lên chân lý trong sáng tạo nghệ thuật. Nào, khát vọng sáng tạo nghệ thuật. Khát vọng sáng tạo nghệ thuật, nêu lên chân lý trong sáng tạo nghệ thuật. Nêu lên chân lý trong sáng tạo nghệ thuật. Nêu lên chân lý trong sáng tạo nghệ thuật. Đó. Thì cái nội dung này các em có thể là phân tích sâu hơn một chút. Phân tích sâu hơn một chút. Và nó rõ hơn ở bốn câu thơ đề từ này. Đó. Trước hết là chúng ta thấy tác giả xác định là đến với Tây Bắc ấy, là đến với ngọn nguồn của cảm xúc thi ca. Là đến với gì? Với mẹ của hồn thơ. Đó. Với mẹ của hồn thơ. Bởi vì đến với Tây Bắc là tìm thấy ở đó nguồn cảm xúc này, nguồn đề tài này, những chất liệu phong phú cho sáng tạo nghệ thuật này. Nên Tây Bắc là mẹ của hồn thơ. Đó. Và ở đây cần phải có một cái sự lý giải là trong cái khổ thơ này, những câu thơ tưởng chừng như có vẻ trái ngược. Tưởng chừng như có vẻ trái ngược. Các em để ý, các em đọc thì các em sẽ thấy. Khi lòng ta đã hóa những con tàu, lòng ta là con tàu. Lòng ta là con tàu nhé. Sau đó là cái câu là gì? Tâm hồn ta là Tây Bắc chứ còn đâu. Tâm hồn cũng có nghĩa là lòng ta. Đó. Lòng ta vừa hóa con tàu, mà lòng ta lại vừa là Tây Bắc. À, những cái câu thơ nhìn có vẻ trái ngược như thế. Nhưng mà thực ra nó lại rất thống nhất, rất hợp lý. Trong chân lý sáng tạo nghệ thuật. Rất thống nhất, rất hợp lý trong chân lý sáng tạo nghệ thuật. Đó là gì nhỉ? Đó là sự hòa hợp giữa cảm hứng chủ quan và hiện thực khách quan mà vừa nãy ta vừa nêu, thì hòa hợp giữa cảm hứng chủ quan và hiện thực khách quan, giữa hướng nội và hướng ngoại, giữa hướng nội và hướng ngoại. Đó. Khi mà tác giả nói như thế này, là lòng ta đã hóa những con tàu, đó là khát vọng lên đường, là hướng ngoại. Lòng ta đã hóa những con tàu là khát vọng lên đường, là hướng ngoại đến với hiện thực khách quan của đời sống. Nhưng khi mà tác giả lại viết là sao? Tâm hồn ta là Tây Bắc chứ còn đâu. Tâm hồn ta là Tây Bắc chứ còn đâu. Thì lại là gì nhỉ? Đó là gì nhỉ? Tâm hồn ta là Tây Bắc chứ còn đâu. Tây Bắc hóa. Hóa thành tâm hồn mình.
Đọc, hóa thân trong lòng mình, thì lúc đó lại là một gì nhỉ, một nhu cầu gì nhỉ, hướng nội, trở về với lòng mình để gì nhỉ, khơi dậy cái nguồn cảm xúc trong sáng tạo nghệ thuật. À, cho nên là lòng ta hóa con tàu, khát vọng lên đường, khát vọng đến với hiện thực cuộc sống khai quan, hướng ngoại. Còn tâm hồn ta là Tây Bắc chứ còn đâu, trở về với hướng nội, tìm cái nguồn cảm xúc gì nhỉ, trong lòng mình khi mình đã hòa nhập vào cuộc sống lớn của nhân dân đất nước. Và ở đây ấy, thì chúng ta có thể nói một cách hình ảnh, tức là khi mà cái tâm hồn của người nghệ sĩ đã hóa những con tàu rồi, tâm hồn người nghệ sĩ hóa những con tàu, và tiếng hát con tàu lòng ta, tiếng hát con tàu trong lòng ta ấy, nào, đã hòa nhập với khúc hát của Tổ quốc, hòa nhập với khúc hát của Tổ quốc, khi Tổ quốc bốn bề lên tiếng hát, thì chính là cái lúc mà mình nhìn vào lòng mình lại thấy được nhân dân đất nước. Mình đến với hiện thực đời sống khách quan. Nào, mình hòa nhập vào nó, và hiện thực đời sống khách quan ấy nó hóa tâm hồn mình, thì đến lúc mình nhìn vào tâm hồn mình lại thấy nhân dân đất nước. Và cái ý tưởng này thì Chế Lan Viên cũng đã từng có những cái câu thơ rất hay. Thí dụ trong cái bài Chim lượn trăm vòng, tác giả viết như này, đọc: tâm hồn tối khi Tổ quốc soi vào, thấy ngàn núi trăm sông diễm lệ. Khi mà Tổ quốc hóa thành tâm hồn mình rồi, đến lúc mình nhìn vào tâm hồn mình thì mình cũng thấy hình ảnh của Tổ quốc nhân dân, thấy ngàn núi trăm sông diễm lệ. Và bài này, bốn câu thơ đề từ này cũng thể hiện, bốn câu thơ đề từ này cũng thể hiện một cái chân lý trong sáng tạo nghệ thuật mà vừa nãy tao vừa nêu. Đó là sự hòa hợp giữa gì? Cảm xúc chủ quan của người nghệ sĩ và hiện thực khách quan của đời sống, giữa hướng nội và hướng ngoại. Này, thứ bốn câu thơ đề từ này là như thế.